Xuân Đức Võ xin kính chào các bác. Thì hôm nay em lên sóng cho các bác cái lô mic phòng ZDCAP với cái model đó là R3300. Đây là một dòng mic thương hiệu đến từ Mỹ và rất là nổi tiếng hiện ở trên thế giới. Dòng mic chuyên sự kiện các bác nhé. Đấy, nếu đã nói đến ZDCAP thì chúng ta không cần bàn cãi rồi. Gần như là những người đi làm sự kiện hầu như là các bác hỏi ai tặng mic kìa, ai tặng mic các bác nha, rất là nổi tiếng luôn. Và cái chất âm của nó thì chắc là em không cần phải giới thiệu nhiều, không cần phải giới thiệu nhiều các bác nhé. Rất là dày, rất là sáng và sạch, đảm bảo các bác không bao giờ có chuyện vỡ tiếng ở đây. Riêng cái dòng mic này em đã khẳng định các bác, em dám bao hay cho các bác, tự tin 100% các bác luôn, bao hay cực kỳ hay luôn. Và cái dòng mic này các bác nên nhớ đó là mic sự kiện, và cái chuyện tự ngắt nó sẽ không bao giờ có các bác nhé. Đã là mic sự kiện chuyên nghiệp thì không bao giờ có tự ngắt đấy. Giống như dòng mic D Aquatic K888 cũng vậy, cũng sẽ không bao giờ có tự ngắt. Nếu như dòng mic nào mà có tự ngắt thì đó là dòng mic bán chuyên nghiệp. Quý vị chúng ta thể dùng được cả gia đình và cả dùng để đi làm show linh tinh thì chúng ta vẫn dùng ok. Chứ còn dòng mic chuyên nghiệp cho ca sĩ thì sẽ không bao giờ có tự ngắt. Đây là dòng mic mà được rất là nhiều người ta gọi là sùng bái luôn. Chất âm cho rất là hay cực kỳ luôn. BBS thì chúng ta biết là BBS là một thương hiệu nổi tiếng, nhưng mà BBS chỉ là dòng mic để dùng cho gia đình hay là quán karaoke thôi, chứ còn để mà dùng trong đẳng cấp mà là dùng đi sự kiện thì thực sự nó cũng chưa phải là đúng tầm, các bác chưa phải đúng tầm. Thì cái gì ra cái đó mà em nói rất là rõ ràng, kể cả những mic BBS của em bán rất là nhiều mà em luôn có khách hàng ấy. Sự kiện là vẫn dùng ok đó, chứ là nếu các bác không có đòi hỏi cao thì vẫn dùng rất là ok. Nhưng mà nếu mà để là chuyên nghiệp, chúng ta đặt lên cái chuyên nghiệp thì nó sẽ không thể đặt vào bằng ZDCAP được, hay là để Aquatic K888 được các bác nha. Tất cả đầu mic thì nó rất là đẹp, đang còn rất là ni lông các bác ở đấy, các bác thấy không, đang ni lông hết này đấy, tất cả đang ni lông hết, chưa bóc ra luôn, rất là đẹp luôn. Và dòng mic này, cái đầu mic thiết kế rất là sang trọng với một cái nguồn đây, các bác ấn giữ là nó sẽ khởi động lên, và phía sau thì nó sẽ tích hợp cho chúng ta đây, có cả cổng Canon luôn các bác nha. Đấy, cả cổng Canon và cổng Sony đầy đủ hết cho chúng ta luôn, cả cổng Canon và cổng Sony tất cả đầy đủ hết cho các bác. Và âm lượng mic ở đây cũng có hai sóng, hai dâu anten, đang là dâu zin các bác nhá, dâu anten là dâu zin luôn chứ không phải là dâu của hãng khác luôn, tất cả đang rất là hoàn hảo. Thì cái giá em bán cho các bác ở cái lô này á, những cái bộ nào đây, những cái hàng dưới đây, những cái bộ nào nó đang còn đẹp như trên hình đây, tầm khoảng 90%, thì giá của nó là 3 triệu đồng các bác nha. Còn những cái bộ trên đây thì nó sẽ có chảy xước các bác này, nó sẽ có chảy xước, thì cái giá của nó sẽ là 2.700.000 đồng. Giá trên sẽ được bao gồm phí ship 100%, bao gồm phí ship 100% và đầy đủ phụ kiện cho các bác về trên. Nó là 8.500.000 đồng các bác nha. So sánh cái dòng mic ZDCAP với những dòng mic khác các bác nha, giá ZDCAP luôn nó nằm ở trên một cái đẳng cấp khác hoàn toàn, nó nằm ở một cái địa vị khác và nó nằm ở cả một cái phương diện khác mà chúng ta không thể so sánh được. Cái giá BBS cũng không thể so sánh được với ZDCAP. Dovon cũng là một thương hiệu, Dovon cũng là một dòng mic rất là nổi tiếng về dòng sự kiện, nhưng Dovon cũng không thể so sánh được với ZDCAP. Đấy, rất là nhiều khoảng mic thì ZDCAP nó gần như là nó nằm trên cái mầm trên này, nên cái giá chúng ta cũng không thể so sánh được. Còn hàng bãi á thì nó từng thời điểm không có gọi là mắc rẻ được, em cũng không dám nói là em mắc rẻ, không dám nói là em mắc, bởi vì từng theo thời điểm, giá từng thời điểm và giá thì chất lượng từng lô. Như lô này nó đang còn zin hết thì các bác, zin hết 100%, zin hết 100% luôn, chứ đụng chạm luôn. Đấy, rất là đẹp. Chụp mic thì được em tháo ra vệ sinh cho các bác luôn, vệ sinh rất là kỹ, gặt bông lại cho bác sạch sẽ và em sẽ lắp lại sau. Đầu thu tất cả mọi thứ đang còn zin hết. Còn cái giá mic á, bọn em chỉ bán theo độ đẹp, chứ không bán theo cái hàng đời, kể cả bài 3600 mà em cũng bán theo độ đẹp thôi. 6 vậy em sẽ bán giá 6, đẹp thì em sẽ bán cho nó đẹp, và tùy theo thời điểm này bán giá nó sẽ thấp hơn thì bạn sẽ bán thấp hơn, thời điểm lấy cao hơn bạn sẽ bán cao hơn. Thì đương nhiên cái công mà em sẽ bán đều phải có như nhau, còn nó cao hay thấp là tùy theo thời điểm. Còn thời điểm bây giờ, thời điểm này là mic khá là hiếm, mic thời điểm này khá rất là khan hiếm, chứ không phải là phần vấn đề đơn giản đâu. Và cái giá bọn bây giờ nó cũng khá là cao, thì giá bọn em bán đây, những bộ như thế này nó là 2.700.000 đồng, là giá rất là hợp lý cho các bác. Và đây là bộ lô khu này nó là 3 triệu đồng. Em đảm bảo các bác, em không dám gọi là khoác lác hay gì, nhưng mà em đảm bảo các bác mua mic ZDCAP đi, đời các bác không bao giờ phải hối hận khi đã mua bộ mic này.
không bao giờ các bác phải phải hối hận về 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 cái chất âm của mic Jada Cat. Em khẳng định các bác luôn, và các bác kể cả các bác lên diễn đàn âm thanh hay lên các chợ âm thanh, các bác gọi một cái từ gì đó các bác hỏi là à, các bạn ơi, những ai đã dùng mic Jada Cat là cho tôi một cảm một ý kiến, mic này có hay hay không, mic này có ok hay không, em đảm bảo các bác 100% đều đưa ra gọi là tuyệt vời, chứ không bao giờ ai chê mic Jada Cat. Những người mà chê em đảm bảo có thể là những người chưa dùng, những người chưa dùng mic Jada Cat bao giờ, chưa dùng mic Jada Cat bao giờ thì có thể đưa ra cái ý kiến này nọ, chứ còn thực sự người đã dùng rồi thực sự rất là tâm đắc về mic này, độ ổn định cao. À, đương nhiên mic Jada Cat thì cái sóng xa của nó không thể đọ được với thằng DE Aquatic K858 đâu, em đã khẳng định luôn. DE Aquatic K858 hiện tại là mic dòng gọi là mic sự kiện sóng xa nhất hiện nay đấy, sóng xa nhất rồi. Nhưng chất âm thì em khẳng định các bác đó, nó không hề thù kiếm gì cả đấy. Còn nhiều người còn thích Jada Cat hơn, kể cả DE, ok, có nhiều người lại thích DE hơn Jada Cat thì đó là cái ý kiến của mọi người. Nhưng đây đều là hai dòng mic có thể nói là đỉnh đám hiện nay trong dòng sự kiện, và hoàn toàn chúng ta có thể yên tâm để chúng ta mua dòng mic này, không phải lo sóng sánh, không phải lo gì chất âm gì, là rất là tuyệt vời các bác nha. Thế thì những bác nào có nhu cầu dòng mic này chúng ta liên hệ em để đặt hàng. À, em có hai số điện thoại, số thứ nhất là số tư vấn bán hàng ở đây, đây các bác nhìn phía dưới này, phía dưới đây là có một cái số tư vấn bán hàng thì các bác liên hệ em để đặt hàng và tư vấn. Rồi các bác nào mà muốn kiểm tra đơn hàng hoặc là muốn kiểm tra cửa hàng mình đến đâu rồi hay như thế nào thì các bác vui lòng liên hệ với số kế toán ở đây phía dưới bên tay phải đây thì các bác liên hệ các bác nha. Số bên này nó sẽ là 0917967890, còn cái số tư vấn bán hàng nó sẽ là 0903040590. Vâng, cảm ơn các bác rất là nhiều, hẹn gặp lại các bác ở những clip sau. Những bác nào mà lần đầu tiên xem clip của em thì vui lòng nhấn nút đăng ký like, nhấn nút like và đăng ký kênh giùm em các bác nha. Cảm ơn các bác ạ, rất là nhiều. Các bác ủng hộ em để cùng cập nhật những hàng mới, và em về rất là nhiều hàng, các bác vui lòng cập nhật để chúng ta tham khảo các bác nha. Cảm ơn ạ, hẹn gặp lại.